그저 그만이면 네. 됐어 여기 이렇게 봐 잠깐만 민준 나와 응? 내가 대저 그만 뭐 대저 그만이 đây đây bố thử cho Kiều ăn. Wow, nó thấy đồ ăn nó cho đến ăn hết kìa. Trời ơi, đến ăn hết. Trời ơi. Ăn hết ăn hết. Ai quay mua. Ồ, đáng yêu quá. Nha nha, đáng yêu quá. Wow, gió mát. Và sau khi thăm được một cái nơi rất là đẹp thì bây giờ sẽ đi đến một buổi công diễn. Buổi công diễn này thì không biết là diễn cái gì, bây giờ mọi người hãy cùng xem nhé. Và chuẩn bị công diễn cho nên rất là nhiều người ngồi đây đợi để xem. Có lẽ là một buổi hòa nhạc hay là diễn kịch gì đó. Bây giờ thì chưa bắt đầu, chắc là đợi một tí nữa cả nhà. Bố mẹ giờ ngồi đây. Nắng không mẹ? Vừa ấm. Ấm hả bố? Sơn Bông Mộc Trường, Yang Mori Thông Hệ Đại Trung Bộ Sơn Hoa Dương Hàm Bị Đà. Nhớ xíu. Nè. Và em ngồi ở đây cả nhà ơi, hello hello. Và cả nhà em đằng sau nữa, trời ơi, thích quá. Hôm nay thì đây là một buổi biểu diễn của cừu và chó. Người ta sẽ tập diễn theo cái cuộc sống đời thường ở trang trại. Khi mà chó đi chăn cừu thì như thế nào? Mọi người có thể theo dõi và có thể xem ở Hàn Quốc họ chăn cừu có gì thú vị nhé. Và sau khi biểu diễn xong thì chú chó sẽ được vào trong nhà và nghỉ ngơi. Chú cừu tên là Loa và bây giờ được 6 tháng tuổi rồi các bạn ạ. Và họ sẽ chọn một gia đình vào đứng ở trong cái khung màu trắng để tí nữa trải nghiệm cho cừu ăn. Và bây giờ bắt đầu vào chương trình cho chó đi lùa cừu cả nhà ơi. Và mọi người hãy xem là chó ở Hàn Quốc thì họ chăn cừu như thế nào nhé. Và đầu tiên thì chú chó sẽ chạy một vòng lên trên núi và lùa cừu xuống dưới. Mọi người có thể thấy bóng chú chó đang chạy lên trên. Rất là thần kỳ. Và mọi người hãy theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé. Wow. 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 Và nhiệm vụ đầu tiên của chú chó đã hoàn thành rồi đây. Lên trên đồi và lùa bầy cừu xuống. Và bây giờ trải nghiệm đầu tiên của gia đình đó là sẽ cho cừu ăn. À, thực phẩm thì họ đã để sẵn ở trong khung và bây giờ sẽ cho ra cho cừu ăn và có thể sờ vào những chú cừu dễ thương. Các bạn có thể thấy chú chó liên tục đi lên đi xuống và khống chế sự di chuyển của đàn cừu và đang tập trung đàn cừu trước mặt của mọi người để mọi người có thể nhìn rõ hơn. Đàn cừu thì đang đi dần đến gần chỗ khán giả và đi một vòng lên trên chỗ trung tâm và đứng lại ở giữa để cho mọi người có thể chụp ảnh. Và chú chó đang liên tục khống chế sự di chuyển của đàn cừu. Rất là giỏi các bạn ạ. 잘 몰고 가다가 갑자기 코니가 양들의 앞을 막죠. 여러분들 사진 찍으라는 거예요. 올라갈 때는 통과하지 않고 옆으로 올라갔다가 내려올 때 가운데로 통과시킬 거예요. 올라갈 때는 통과하지 않는다고 말씀을 드렸는데 và bây giờ chú chó sẽ lùa cừu đi lên trên đồi và đi chăn cừu các bạn ạ. 올라갈 때 통과하지 말라고 지키고 있는 거죠. Chú chó đang khống chế đàn cừu không được đi vào giữa và phải đi vòng sang bên trái. Sau đó là tiếp tục
đuổi đàn cừu đi theo cái hướng mũi tên. Đấy là cái nơi để ví dụ như là tránh gió, tránh bão khi mà có thời tiết xấu. Đấy là những cái nơi đỏ tập trung. À, bây giờ sẽ đi một vòng. Đây là cái cách mà họ sẽ tập kết khi mà có những cái điều kiện thời tiết xấu. Đây là cái cách mà họ huấn luyện rất là giỏi. Sau khi tập kết xong thì sẽ lùa một vòng lên bên trên đồi. Và chó đang khống chế cừu đi theo cái sự chỉ đạo của mình và chuẩn bị chạy chạy chạy. Đầu tiên là chạy vòng xuống bên dưới, sau đó là tí mới chạy qua cái cầu các bạn ạ. Đấy, và bây giờ chó sẽ tự khống chế cừu đi qua cái cầu theo yêu cầu. Wow, thần kỳ không ạ? Rất là giỏi. Và bây giờ cầu đã đi qua cầu. 네 번째 미션은 흰색 사각형 울타리가 있죠? 그 안으로 양들을 넣어보도록 하겠습니다. Và nhiệm vụ tiếp theo, chú chó sẽ lừa cừu đi vào chuồng. Và mọi người thấy thì cửa chuồng đã mở ra rồi và bây giờ đàn cừu sẽ đi vào. Từng con, rất là nghe lời. Và chú chó liên tục di chuyển, rất là giỏi. Và đây là một trong những chú chó đã được huấn luyện và có kỹ thuật rất là tuyệt vời đúng không ạ? 좁은 공간으로 몰아넣고 한 마리씩 작업하며 양들을 빼내고 있고요. 다섯 번째 미션은 사면목장이라고 써져 있는 흰색 원통 두 개가 맨 밑에 있어요. 그 안으로 양들을 넣어보도록 하겠습니다. 햇빛이 강하거나 비가 오는 날은 양들도 동굴 같은 데로 피해야겠죠? 그런 모습을 상상하시면 되겠습니다. 주저 bây giờ sẽ hướng dẫn cừu đứng ở dưới những cái nơi chắn bão chắn gió tiếp theo. Đây là cái nhà. Đây giống như là một nơi gọi là an toàn. Và mọi người thấy ở dưới những cái hầm trú ẩn như vậy thì ôi có một chú cừu chạy ra ngoài. Và sau khi đi một vòng những cái đợt huấn luyện thì bây giờ cừu sẽ chạy xuống và lung la lung linh dễ thương đó mọi người ơi. Trời ơi, nhìn nó cứ tròn từng cục một. Bây giờ là vào trải nghiệm thờ cừu hay là vào cho cừu uống nước, cho cừu ăn đấy các bạn. À, bây giờ vào trong chụp ảnh như thế này đấy, rất là thích. Cho cừu ăn, đây là đồ ăn cho cừu. À, rất là thích các bạn ạ, đồ ăn. Đến nó ăn này, nó cho mồm vào nó ăn. Trời ơi, nó thấy đồ ăn mà nó súng đến luôn cười. Dễ thương quá đi, trời ơi. Dễ thương quá. Trẻ con thì cứ sợ nó cắn vào tay ấy. Cho vào cái rổ. Nó ăn hết cái rổ luôn. Con nào con đấy cho nó ngủ uống đi. Cho nó ngủ uống đi. Nó thấy đồ ăn mà nó chạy theo các bạn ạ. Nó thấy đồ ăn nó chạy theo, nó đứng nó đợi kìa. Nó đứng nó đợi kìa, mãi không thấy cho nó ăn, nó chuẩn bị đi rồi đấy. À, ấy, chạy ra ngoài. Chờ đồ ăn, chờ đồ ăn. Nó chờ đồ ăn. Ôi trời ơi, buồn cười quá đi. Chạy đến đồi ăn nữa này. Bọn ông này chạy đến đồi ăn nữa này. Ê, ai vậy ạ? Nó ăn cái tay mình. Nó ăn cái tay mình. Dễ thương quá đi, lông nó mềm 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 mềm, chắc là hôi đình à. Nhưng mà nhìn dễ thương thật đấy, công nhận dễ thương lắm mà. Con nào con ấy tròn nó ngủ đi. Mẹ chồng em đây. Bố mẹ chồng rất là thích các bạn ạ. Như kiểu trở về tuổi thơ ấy. Bố em thì đứng ở kia, mẹ thì ngồi ở kia. Nhìn nó thích quá. Nó no rồi sao không thấy nó ăn nữa này. Nó ngắc ra đây. Chắc là ăn nhiều quá đây. Bây giờ nó chu mỏ vào nó ăn. Ui dế này kinh khủng quá. Nó ăn nó mạnh quá, nó đẩy rơi hết cả cái rổ luôn. Ơ cười gần chết cái bọn này. Ra đồi ăn kìa. Thấy cái rổ nó chạy đến nhiếm. Trời ơi khôn ơi là khôn. Dễ thương lắm anh, chạy đâu đấy, chạy đâu đấy. À, đang ngóng ấy. Vâng, đừng có chú siêu. À, thích chúa. Khi yêu ai quay khi nó có chúa. Trẻ con nó rất là thích các bạn ạ. Đi ăn cho cừu ăn này xong rồi sờ vào đầu cừu. Thích ơi là thích. Wow, nó đang đợi, mồm nó nhai nhấp nhấp. Nhìn dễ thương chưa? Dễ thương dã man luôn.
đổ đồ ăn này để vào tay, thế là nó ăn hết. Trời ơi, khôn ơi là khôn, nó biết cái anh này có đồ ăn là nó cứ đứng bên cạnh anh này, nó không đi đâu luôn. Chồng ơi, nó hôn chồng á. À, nó ăn cả tay á, ngửi lưỡi liếm hay lắm. Nó không thèm mà bẩn đó đâu á, nhặt ở dưới đất nên nó chơi bẩn không thèm ăn. Khôn như mày. Tinh tinh tinh. À, dễ thương lắm ăn. Dễ thương lắm ăn. Bây giờ vào trong này đông như kiến. Đông như kiến luôn. Giờ người nhiều hơn cừu ơi. Cừu bây giờ cứ chạy đến chỗ nào có đồ ăn là chạy đến đây. Ăn cho nó tròn nó chỉnh đi. Bố thấy thế nào bố? Vui không bố? Vui vui. Thấy lạ không bố? Mẹ ơi vào trong này. Cảm giác cái nào bố? Nó ăn cả tay ấy, nó liếm cả tay. Thấy thế nào bố, thích không? Nó chùa quen rồi đúng không? Vâng. Năm nào cũng nó mới chùa. Chùa. Nó mới sang hơn nó chùa. Này nó mệt quá mà nó đứng thở phèo phèo đi. Ăn no quá chạy nhiều quá. Và đứng thở rung rung một mục đi. Trời ơi kìa, nhìn nó thở kìa, nhìn nó mệt kìa. Con nào con ấy chạy đi chạy lại nhiều quá, ăn nhiều quá bây giờ mệt rồi đứng thở. Đứng thở rung liên tục. Ông này không chịu đi nữa, no quá không chịu đi nữa. Nhanh ăn ăn. Nó không thèm ăn nữa rồi. Giờ phải cho nó nhiều cơ. Và đây em đã nhặt được một ít ở đây. Ê, ai da da, mày ơi đừng ăn tay tao. Ôi trời, cảm giác nó lạ lạ như kiểu sợ nó ăn luôn tay mình các bạn. Ồ, nó đang thở hổn hển đi. Ôi nóng quá đi. Khổ thân. Bây giờ rửa tay các bạn ạ. Rửa tay sạch, sờ vào kêu rồi phải rửa. Nó hôi mà. À, hôm nay bố mẹ em được ngày đi chơi với cừu, được xem cừu này rồi cho cừu ăn rất là vui. Cảm thấy rất là tuyệt vời. Mẹ có nắng lắm không mẹ? Hôm nay nắng hơn, bây giờ mẹ thấy ấm hơn chưa? Vừa rồi mẹ em kêu lạnh, gió nữa, bây giờ ra đây nắng em cũng ấm hơn.